Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm trước thì mình có làm video về chuyên mục đi tìm những cái con mắt đấy, đi tìm những cái từ khóa mà liên quan đến một chủ đề nào đấy. Mình thì mình đã từng tìm những cái map liên quan đến thang máy này, rồi tìm những cái map liên quan đến cáp treo này, tìm cả map cắm trại rồi này, thậm chí là tìm cả những map tặng Mèo Pèo đều đã làm rồi các bạn nào. Đó thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Mèo Péo á, thử tìm những cái map liên quan đến nhà cây đi. Nhà cây hay là nhà trên cây đó. Hôm nay thì mình sẽ thử tìm những cái map nhà trên cây ở trong Minua để coi xem nó có gì hay, có gì thú vị không các bạn nhá. Hình như là mình cũng nhớ khá là lâu rồi mình không chơi những cái map kiểu như nhà trên cây các bạn ạ. Không biết là trên thư viện mini có map nhà trên cây nào đẹp không để mình review cho các bạn luôn các bạn nhá. Rồi, trước khi các bạn bắt đầu video này đừng quên bỏ lại một like, đừng quên chia sẻ với các bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Bây giờ thì thử nào. Đầu tiên thì mình thì không biết là nên tìm nhà cây hay là nhà trên cây ta. Thử nhà cây xem như nào đó. Nhà cây với nhà trên cây. Ôi, bấm nhà cây ra rất là nhiều những cái map kiểu nhà cây này. Ui. Ui, cái map này nhìn có vẻ xịn sò nhở. Rất là nhiều map trông có vẻ xịn sò luôn các bạn ạ. Ui. Ôi, mình thấy là cũng được đó chứ. Có nhiều map nhà cây được cái này rồi. Ui, có cả một hệ thống nhà trên cây luôn các bạn ơi. Sợ thật sự luôn các bạn. Wow. Khá là nhiều map nhà trên cây luôn nha. Được của nó đấy. Đây là mình thử nhà cây, mình thử nhà trên cây rồi. Nhà trên cây. Không biết là có khác gì không. Đó, hai từ khóa này khác nhau nhá. Đấy, bấm nhà trên cây này cũng ra rất là nhiều map hay ho luôn. Ui, để coi xem nào. Ui, cái nhà này nhìn hơi vô lý. Cái cột cây bé tẹo và nhà trên kia to đùng các bạn ạ. Nhìn nó không được cân bằng cho lắm. Ui, cái nhìn những kiểu biệt thự trên cây này. Có vẻ hay. Cái nhà trên cây kiểu gì thế này. Cái này thôi chắc là không chơi đâu các bạn ạ. Các bạn nhìn nó có vẻ hơi vô lý. Ui, cái này nó kiểu vườn viết các thứ này. Nhưng mà hình như mình thấy cái từ khóa nhà cây có vẻ là ổn hơn các bạn ạ. Mình thấy cái từ khóa nhà cây có vẻ nhiều mắt hay hơn đấy. Ok, mình sẽ tìm cái từ khóa nhà cây trước nhá. Nhà trên cây để nghiên cứu sau các bạn. Rồi, đi tìm từ khóa nhà cây đi. Phải đi tìm xem có map nhà cây nào nó hợp lý. Đây. Map này của bạn là Minh Phong 7H. Chắc là học lớp 7H, mình đoán vậy thôi. Bạn Minh Phong học lớp 7H. ID map là 1525-0137. Ok, map tên là nhà cây. Ui, khá là lâu rồi. Từ ngày 14 tháng 5, tức là cách đây gần 1 năm các bạn ạ. Gần 1 năm trước rồi. Hiện tại mình có 4 lượt tải rồi, nhìn có vẻ đầu tư mà sao không ai tải ta. Để coi thử nào. Ui, xây mình thấy trang trí khá là nhiều thứ chứ. Ồ, cũng ổn đấy chứ nhở. Mình thấy là cũng ok mà. Ui, ở đây cũng có xây cả cái gọn bóp mặt trăng nhưng mà xây ở dưới mặt đất các bạn ạ. Đấy, bạn nào hồi trước có thắc mắc là làm thế nào để tạo cái laser này ý, thì tương tự thôi. Nói chung là các bạn làm y hệt cái việc gọi boss mặt trăng ấy. Bạn nào mà biết cách gọi boss mặt trăng thì biết đấy. Chúng ta chỉ việc đập này ra này, xong rồi đập cái khối kiểu gọi cái kim cương này, xong khối gravity này, khối vàng này đấy. Chúng ta có thể gọi được cái boss mặt trăng đâu, khối ngọc lục bảo chứ, đúng rồi đấy. Nói chung là cũng tương tự trên mặt trăng thôi, nhưng mà chúng ta làm ở dưới mặt đất cận ạ. Đó, để mình đi vào vòng bên nào. Ô, map này mình thấy ok chứ nhở. Mày khóa thời gian à? Ôi, có cả xích đu này, xong có cả lò sưởi này. Ô, map này cũng được. Đây là kiểu khu cắm trại ở dưới này, kiểu nằm ở dưới cây này. Mà cái này nằm mưa chết, phải xây thêm cái gọi là xây thêm gì nhỉ? Xây thêm kiểu ô hay kiểu cái mái che thì ok hơn. Mà chủ mắt thì không thấy có cho đồ à? Chưa thấy có cho đồ gì. Đây là kiểu phòng kiểu như là ngồi đọc sách bạn ạ. Đấy, kiểu đọc sách ngoài trời này. Đó, thấy cũng hay chứ nhỉ. Thử lên đây là kiểu ngồi xích đu các thứ này được đó chứ. Cho thêm cái ghế này đẹp này, để mình đi lên trên này xem như nào. Mở cửa ra em nào. Nhà trên cây các bạn ạ, hay phết. Không được. Ủa, chết giờ sao lên được. Ủa, hình như hơi fail quá. À, tự lên được không? À, lên được. Đây là kiểu ngắm cảnh này. Ui, ngắm cảnh. Ui, một vòng tròn luôn, xịn đấy chứ nào. Ui, mình thấy build được mà. Một tờ chủ mắc không cho đồ à? Không cho đồ để chơi thì hơi kỳ nha. Đó, kiểu mỗi tầng còn ngăn cách nhau này, mình thấy ok chứ nhở. Ui, lên hơi khó, một tờ lên hơi khó thôi. Xây kiểu này thành ra lên hơi khó các bạn. Ủa, sao lên ta? Không hiểu lên kiểu gì ta. Ủa, thế sao lên được? Alo. Ê, chủ map không biết có nghiên cứu cái phần này không, nhưng mà xe sao lên nhở? Ê, xe sao lên ta? Ok, bảo mình phải bật tường lên các bạn ạ. Mình phải bật tường mới lên được ấy, chứ chủ map mà có coi được video này thì nhớ sửa lại cái phần đấy nhá. Ok, map này thì chơi cũng khá là được, đẹp chứ, ngắm cảnh. Mỗi tội là map này không có địa hình thôi. Nếu như map này có địa hình ấy, kiểu ngắm xung quanh kiểu cỏ cây hoa lá thì hay hơn. Nói chung là map này được. Map này về phần xây thì đẹp, nhưng mà về địa hình thì không có, bởi vì chúng ta không có gì để chơi cả. Đồ cũng không có luôn, cứ vào để nghịch thì được các bạn ạ. Mình các bạn có thể chơi thử nhá. Đấy,
kiểu ngắm ra ngoài chẳng có gì luôn. Nếu như xung quanh kiểu có rừng núi các thứ, kiểu có biển có sông, xong rồi có dã nhân có đom đóm các thứ thì ngắm ok hơn đúng không? Kiểu đứng trên này ngắm kiểu ngắm cảnh biển hay là ngắm cảnh núi non các thứ nhìn đẹp mê ly luôn các bạn ạ. À, mỗi tội map này là không có, thế mới buồn cơ. Thế hơi tiếc một chút các bạn ạ. À, hơi tiếc một chút, map này khóa thời gian rồi cho nên là ngủ không sáng ở đâu các bạn ạ. À, đấy. Ô, khóa thời gian rồi mà ấy, ngủ vẫn 3 giờ đêm các bạn ạ. À, đấy thấy không? Nói chung là map này chơi cũng được nhưng mà đồ đạc không có, chơi kiểu được ngắm cảnh các thứ là chơi vui thì được thôi. Nói chung là map này ok đấy các bạn, nên trải nghiệm thử. Nói chung là mình cũng ủng hộ, map này mèo béo vẫn ủng hộ nhưng mà không đề cử đâu đấy, có thể tìm chơi thử nhá. ID map này là 15250137 được. Nói chung là khởi đầu có vẻ khá là ok các bạn ạ. Cái này nhìn như kiểu nhà kiểu gì ấy, chắc là không vào đâu. Nhìn ảnh bìa phải bắt mắt một chút các bạn thấy không, cái ảnh bìa nó rất là quan trọng luôn. Đây cái nhà nhìn có vẻ hay này. Nhà này nhìn kiểu nhà hiện đại ở trên cây à, nhìn có vẻ hơi vô lý tí nhỉ. À có địa hình luôn, ok được cái là có địa hình nhưng mà cái này nó hơi vô lý, xây kiểu này sập cây chết, đổ cây ngay các bạn ạ. À, thử xem nào, ở xung quanh không có gì luôn, chỉ có cây thôi cũng được. Đó, cái cây này nhìn hơi vô lý một chút. Ui rẽ hai bên à, ô xong đi qua bên này đúng không, ok. Cái này là có dương không có đồ các bạn ạ. Có không có gì cả, không có gì luôn. Để qua bên kia nào, để thử qua bên kia xem có gì không. Bên này cũng có giường nhưng không có đồ. Có thêm cái giường được, có giường các bạn ạ. Để như kiểu giường tượng trưng thôi. Map này thì không khóa thời gian nữa, nói chung là chơi được. Mà để chơi kiểu tự đi sinh tồn cũng được các bạn ạ. Nói chung là chơi cũng ok. Hả? Map này mà cho mùi lửa nữa là đi hết luôn. Ồ, trên này kiểu ngắm cảnh để uống cà phê thôi, không có gì đặc biệt. Nói chung là map này chơi thì cũng được, nói chung là map này hơi map kia ở cái là có địa hình này, có địa hình xung quanh này, đó, có thể đi chặt gỗ, đi mai các thứ được, nhưng mà nhà thì không đẹp bằng, đó, mình nói thật là nhà bên kia đẹp hơn, kiểu bên kia thiết kế hợp lý hơn các bạn ạ. Nói chung là map này cũng được, bạn nào muốn chơi thì cũng có thể trải nghiệm thử nữa. Rồi, ID map của map này là, của bạn là Endermax, từ ngày mùng 1 tháng 9 rồi, ID là 199311109 các bạn nhá. Bây giờ đi tìm, ôi cái map này nhìn có vẻ là cũng ok này. Từ ngày 23 tháng 12 năm 2018, tức là phải một năm, hơn một năm rưỡi à, tức là phải tầm một năm hai tháng các bạn ạ, hơn một năm rồi, một năm hai tháng rồi các bạn ơi, kiếp thật. Ủa, lâu lắm rồi đấy. Popular Boy, kiếp thật, tên là Popular Boy. Map này lại chưa chuyển trò chơi, map này là bị một cái là chưa chuyển trò chơi các bạn ạ, mà không biết cái nhà chỗ nào đấy, chắc ở chỗ điểm hồi sinh kia đúng không. Bây giờ không biết nhà ở chỗ nào, chắc phải đi đến cái chỗ điểm hồi sinh này. Ở đây có đèn sáng ở đây, đây cứ một cái hồ lava, đây nhà kê, trời ơi tuyết rơi các thứ, mất tội chưa chuyển trò chơi thôi. Chủ map chắc là cũng nghỉ game rồi, kiếp bỏ cái map từ năm ngoái đến giờ, từ năm kia chứ 2018 đến giờ chắc là cũng nghỉ game rồi các bạn ạ. Ok, cái nhà kê này cũng bình thường thôi, nhìn nó hơi bị vô lý một chút. Được, cái cầu thang khá là đẹp, cầu thang kiểu xoắn ốc khá là đẹp các bạn ạ. Đấy, map này cho đồ đấy, đấy có cho đồ luôn nhá, trong dương có đầy đủ đồ luôn, mỗi tội lại chưa chuyển trò chơi, thế mới buồn chứ. Map này thì nếu như mà chuyển trò chơi được thì ok đấy. Nói chung là map này hơn là map trước là vừa có địa hình nhá, vừa có đồ sẵn nhá, đấy mà nhà nhìn cũng tạm ổn, nhưng mà mỗi tội lại chưa chuyển trò chơi, đây là mỗi map kiểu ba cái map vừa rồi kết hợp lại ấy, thì thành một cái hoàn hảo luôn đấy. Ví dụ như chúng ta kiểu là kết hợp địa hình của map này này đó, xong rồi kết hợp kiểu nhà của map này này đó, xong kết hợp đồ của map này vào, theo chúng ta thành một cái map hoàn hảo đấy. Mỗi tội là chưa có cái map nào hoàn hảo cả. Chứ cái nhà cây kiểu gì này, chắc không vào đâu. Đây, một cái map này như kiểu biệt thự trên cây này, nhìn của bạn Minh Khuê 2008, ID là 37876900 đó, đọc thế cho nó chuẩn luôn. Ui, lại chưa chuyển trò chơi rồi. Ôi, ui, có cả điện đóm các thứ rồi, nhưng mà nhà cây này nhìn hơi vô lý. Cái nhà như kiểu, các bạn nhìn vô lý không? Như kiểu cái này là mọc ở giữa không trung các thứ, cái này nhìn hơi vô lý rồi. Nhìn có vẻ đẹp nhưng mà hơi vô lý. Cộng với chưa chuyển trò chơi nữa, thôi các bạn ạ, chúng ta có thể next luôn. Đi tìm map khác luôn. Cái này nhìn như kiểu cái sàn bằng gỗ trên nhà cây thì cái này nhìn nó hơi bị vô lý quá các bạn ạ. Cái này như kiểu cái nhà đặt trên cái cây, như kiểu cái cây nhìn nó hơi vô lý, xong rồi cái cây kiểu màu kiểu gì, kiểu cẩm màu kiểu cái ghê kiểu gì, thôi không nên vào các bạn ạ. Đi tìm cái map khác đi. Ai là Khánh đúng không? Chắc là ai là Khánh. Ủa, thôi. Đi tìm map khác bạn ạ. Nói chung là ảnh bìa quan trọng lắm. Đây, cái map nhìn có vẻ ok này, của bạn Nini này. Nhưng mà không biết như nào. Trông có vẻ trang trí ổn đấy nhở. Ok, có vẻ trang trí khá ổn đấy chứ. Mình thấy là cũng ổn đấy. Ô, nhà trên cây kiểu này. Ủa, cầu thang to phết được.
cũng ok để mình nhìn tổng thể cái cây em nào. Cũng có đồ này, đồ bị rơi ra ngoài này. Ui, cái map này đi nhặt đồ à? Ui, địa hình đẹp này, địa hình cũng đẹp nhá. Ở dưới có cái hồ núi ở dưới này. Ồ, cái nhà kê nhìn hơi vô lý. Ngoài đời mà nhô ra như này ý, là sập ngay các bạn ạ. Đúng là phải xem cái cột chống ở đây đó. Phải có vài cột chống ở đây thì mới đỡ được, chứ làm sao có chuyện ngoài đời xây như này. Nói chung về kết cấu ấy thì nó không được khoa học lắm, mình khẳng định luôn. Không có cái nhà nào mà không có cái trụ đỡ mà xây được kiểu này luôn các bạn ạ. Sập ngay. Xây kiểu này có mà sập sớm các bạn ạ. Đây là kiểu ngắm cảnh thôi. Cái này thì kiểu trên này không có gì, trên này kiểu phòng gì ấy. À lấy đồ à, ok. Nên cứ ngắm cảnh thôi, lên trên làm gì đây. Nói chung là cái nhà này về thiết kế thì nó hơi vô lý, nó không được khoa học lắm các bạn ạ. Rồi nói chung thì cũng gọi là tạm ổn thôi, nhưng mà về mặt khoa học thì không ok lắm đó. Để vào ngóng hóng chính người cũng không nên chơi đấy các bạn ạ. Mình thì mình vẫn ưng ấy, đấy nó thật là về tổng thể ấy, cái map này vẫn đẹp nhất, ok nhất. Đây cái map đầu tiên ý đó, cái map này vẫn ok nhất, mỗi tội là không có đồ thôi, với cả không có địa hình thôi, rất là tiếc luôn. Mong rằng chủ map mà có coi được video này thì nhớ cập nhật thêm nhé. Nếu như mà chuyển về địa hình càng tốt các bạn ạ. Đó mà ok phết đấy chứ. Cái nhà này thì vô lý quá rồi. Như kiểu nhà nó bay lơ lửng trên trời. Thôi các bạn, chúng ta không nên đề cập đến cái nhà này nữa. Ui, nhà này nhìn có vẻ xịn xó nhở. Wow, nhìn hệ thống, kiểu một hệ thống nhà cây luôn các bạn ạ. Wow, nhưng mà mỗi tội là chưa chuyển trò chơi, hơi buồn một chút. Mà không sao. Ui, cái này như kiểu một hệ thống nhà trên cây nhưng mà hơi vô lý này. Đấy. Các bạn nhìn không, nhà kiểu bay lơ lửng trên trời luôn. Nhưng về mặt logic thì không được logic lắm. Đó, nó không được logic lắm đấy. Toàn kiểu nhà bay lơ lửng trên trời này thì không được logic lắm các bạn ạ. Đấy, nói chung là chưa thấy có cái nhà nào ưng cả. Nói chung là có cái ba cái map đầu ấy thì có vẻ ok, nhưng mà mỗi map thiếu một tí. Thành ra là chưa có cái nhà nào kiểu nó hoàn hảo các bạn ạ. Mình ăn đi cần. Ui, sáng tạo nhà cây, có cả cái con này luôn này, có cả mô hình mini luôn. Wow, nhưng mà ảnh bìa nhìn hơi kỳ ta. Ảnh bìa này sao không xây, lại chưa chuyển, lại vô lý rồi, lại nhà bay lơ lửng trên trời rồi. Về mặt logic thì nó không được logic lắm các bạn ạ. Thôi, những cái map kiểu này chúng ta sẽ bỏ qua luôn các bạn ạ. Chúng ta cần những cái map là nó phải logic, nó phải khoa học một chút chứ. Nhà cây cũng phải, cái nhà này cũng nó không được logic lắm. Ôi dồi, ok, vậy là mình đã lướt qua rất là nhiều map nhà cây thì được mỗi mấy cái nhà đầu là đây, được ba cái nhà đầu tiên thì rất là ok, nhưng mà mỗi nhà thiếu một chút đó. Nó nếu như bổ sung được cho nhau thì ok hơn đấy. Mình vẫn đánh giá cao cái map này nhất đó, tuyệt vời luôn. Map này các bạn nên chơi thử nha. Mình định đề cử nhưng mà hơi thiếu sót nên không đề cử được. Vào để chơi kiểu khám phá cũng ok, nhưng mà không có đồ đạc gì cả. Nói chung là map này nên chơi thử. ID map là 1525037 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua nhà trên cây ấy. Nhà cây xong rồi, bây giờ là nhà trên cây đi. Nhà trên cây đó. Để coi thử sẽ. Ủa cái này nhìn nó vô lý quá các bạn ạ. Cái cột thì bé mà nhà thì to, chắc là không ổn rồi. Cái này thì không có ảnh bìa bị lỗi sao ấy. Cái này cũng cột thì bé, nhà thì to, không hợp lý. Nói chung là những cái mắc kiểu này không ổn. Cái này thì cũng nhìn ảnh bìa hơi đơn giản đấy. Ảnh bìa không được bắt mắt lắm, không chơi đâu. Cái này thì map rất hay, cũng mới này, ngày mùng 1 tháng 12 này. Vào thử em nào. Đừng có kiểu cột đó nhá. Đừng có kiểu lại, ôi dồi ôi, lại nhà cây một cột thì thôi. Nhà cây một cột thì thôi các bạn ạ. Nhà cây một cột kiểu này không hay. Nó không ok lắm. Nhà trên cây cái thích nhầm. Nhà trên cây tiếp. Để tìm cái map nào nó phải ok đây. Kiểu lại nhà cây một cột này. Nhà cây một cột này. Nhà cây kiểu này nó không ổn lắm các bạn ạ. Mình thích cái nhà map cái kia, nhưng mà cái này thì nó lại kiểu nhà bay lơ lửng trên trời. Cái này là kiểu nhà giữa không trung chứ nhà cây gì nữa. Nhà của phù thủy rồi. Ui, cái này thì nhìn nó khá là ok đấy. Ui, cái này nhìn tổng thể nhìn có vẻ ok này, nhưng mà nếu như xây thành nhà gỗ thì hay hơn. Ui, nhìn có vẻ hay ho nhỉ. Nhìn có vẻ là, ui cái này cái gì đây, giờ sao thoát ra rồi, ui giờ sao ra, à ra được. Ui, nhìn cái gì đấy, cái này là kiểu cái gì ấy không biết. Ô cái này nhìn nhà hay chứ. Nếu như cái nhà này xây thành gỗ đen ấy đấy thì đẹp hơn. Nhà này gỗ trắng không đẹp lắm các bạn ạ. Ui có hồ có thứ được đấy đấy. Mình khá là thích mắc kiểu này luôn. Ui bạn này xây cái ghế cực kỳ sáng tạo luôn. Wow, ông mới làm bốn cái đèn. Ui làm bốn cái đèn thành chân ghế. Ui cực kỳ sáng tạo luôn các bạn ạ. Wow, mình không hề nghĩ ra nhá. Mình không hề nghĩ ra cách xây ghế kiểu này đâu. Ui, IQ ông này được đấy nha. Được, cái nhà này có tính sáng tạo cao. Ui, có cửa các thứ này, được chứ. Mà ủa, chúng ta có thể đi kiểu này mà, đâu cần mở cửa đâu. Ok luôn.
Nhưng mình thì mình không thích cái màu trắng lắm. Đó, cái nhà ủa không mở cửa được. Ôi chết, thôi xong rồi. Lỡ tay đấm nhầm con ạ. Cái mình thì mình, ôi toàn dân chơi này khiếp. Cái gì ấy chắc là khu đi mai à. Ô, à khu dịch chuyển. Ôi, mắt này hay chứ. Mắt này mình thấy ok chứ, mắt này ok đấy. Đó, mình thấy mắt này khá là ok luôn các bạn ạ. Mắt này có thể trải nghiệm được này. Đó, nói chung là mắt này được, không biết là cho đồ được gì không. Ôi, cậu bé hàng xóm thôi, có đồ không? Ô, không có đồ gì cả. Khiếp, hàng xóm thì nghèo thế, không có đồ gì các bạn ạ. Ôi, à đây chắc là nhà mình, đây là hàng xóm, và đây là nhà hàng xóm. Ok, kiểu phòng ăn thôi, không có gì đặc sắc cả. Không lên nữa à? Không lên nữa ta, hình như là không lên được nữa. Ok, đây hết rồi. Nói chung là mắt này chơi cũng được, cũng ok. Nhưng mà mình thì mình không thích cái màu trắng lắm, nếu như là xây thành màu nâu ấy. Nếu như cái nhà bằng màu nâu này hoặc là màu đen cũng được thì đẹp hơn ấy, kiểu gỗ đen ấy. Gỗ hơi thơm thơm một chút ấy thì ok hơn. Với cả nên cho thêm đồ một chút nữa thì hay. Nói chung là mắt này cũng được, mắt này cũng đáng để trải nghiệm thử ấy. Nói chung là cũng ok, nói chung là cũng được, nói chung là cũng được. Nhưng mà mình thì mình vẫn ưng cái mắt đầu hơn. Cái mắt đầu trang trí ổn hơn, mỗi tội đấy, cái mắt này. Cái mắt này kiểu gì nữa, ơ không phải mắt này đúng không nhỉ? Mắt nào nhỉ, mẹ quên rồi, hình như mắt này đúng không? Ờ đúng rồi mắt này, không phải mắt này. Phải mắt này, mắt trên đây, mắt này, cái mắt này vẫn ưng. Mắt này vẫn ưng, có khéo mình phải để cử mắt này mất. Nói chung là kiểu gì vẫn thì ưng mắt đấy các bạn ạ. Tôi chưa tìm thấy có cái mắt nào hơn mắt đấy đâu. Đi tìm tiếp. Cái nhà cây này nhìn hơi vô lý rồi, kiểu cái nhà nhô ra kiểu này sập ngay. Cây kiểu này sập ngay các bạn. Ủa nhà cây một cột này nhìn không hợp lý lắm. Thật ra nhìn nó không ok lắm, mình không thích các bạn ạ. Cái nhà cây kiểu gì ấy, nhìn kiểu biệt thự trên cây này khá là lâu rồi. Ngày mùng 8 tháng 11, cứ thải thử em nào. Mình phải đánh giá yếu tố hợp lý. Ui, cái này nhìn có vẻ hay này, kiểu như là kiểu chung cư ở trên cây luôn các bạn ạ. What the hell, nhà cây kiểu gì đây. Ngày mùng 10 tháng 2 luôn, mới luôn các bạn ạ. Hôm nay là ngày 11, ngày 12 chứ. Ui, tức là mới xây cái đây có vài ngày thôi, sợ thật sự thôi. Cái mắt ở đấy chắc là phải né ra chút, mình không chơi được. Ui, cái mắt này có, ui, mắt này nhìn có vẻ cũng được chứ, có sẵn đồ lạc này. Ngon, nó kiểu sinh tồn luôn, ô hợp lý phết nhở. Ờ hơ. Ui, nhà cây, ôi nhưng mà nhà cây này nhìn nó cũng được. Nhưng mà mỗi tội là ở trên thì rộng, ở dưới thì bé, nó không hợp lý lắm. Ui, ở đây có một hệ thống nhà luôn cả. Ui, một hệ thống nhà luôn, wow, hay nha. Ôi mà đúng ra ở đây là phải xây thêm một cái cây nữa thì hợp lý hơn này. Đó, chủ map mà có coi được cái này thì ở đây là xây thêm một cây nữa để tránh, để đỡ được. Chứ thế này là không hợp lý lắm nha. Đấy, về mặt logic thì nó không được logic lắm. Đó, chúng ta phải thêm một cái cây nữa thì mới đỡ được. Thế này thì cũng hơi vô lý, nó cũng thôi. Nói chung là cũng đánh giá yếu tố về mặt kiểu mặt chơi được ấy thì mày ok đấy, có đồ này chứ không? Có sẵn đồ đạc luôn, được. Nói chung là có đồ luôn, đó, có đầy đủ đồ luôn, wow. Ok chứ, có cả sinh tồn các thứ luôn này. Rộng rãi các thứ luôn, mỗi tội là về mặt cấu trúc ấy. Cấu trúc nhà cửa thì nó hơi vô lý một chút thôi. Chỉ cần sửa lại là ok luôn, đó. Ui, mắt này cũng được chứ. Mắt này mình cũng đánh giá khá là ổn đấy, đấy, mỗi tội là như này. Mình khẳng định với các bạn luôn là ngoài đời ấy, không ai có thể xây được cái nhà cây kiểu này. Đó, ở giữa này mà xây kiểu đấy nó sập ngay. Đó, ít ra phải có cây này. Ít ra cần phải có một cái cây 4 block, phải 4 block nha. 4 block chống thẳng ở đây xuống. Đấy, chống từ đây xuống luôn thì mới đỡ được. Chứ không là không đỡ được đâu. Đây có chuồng thú thôi, được, có chuồng mắt cũng được. Mong rằng là chủ mắt chỉ cần sửa lại một chút xíu thôi là ok đấy. Rồi, nói chung là mắt này được, đánh giá cũng ổn. Nhưng mà đây là... Ủa, mình thấy kiểu có mái nhà biệt thự mà ta. À, đây là một cái nhà này à? Ô, cái nhà này à? À, hóa ra cái nhà này các bạn ạ. À, thì ra nhà này đúng không ta? Không biết còn khu ở mới không? Chắc là khu này rồi. Chắc là khu này các bạn. Ở chắc là khu này. Đây, góc này đây. Đúng rồi. Đây, chắc là chủ tử góc này đúng không ta? Ok, rồi. Mình sẽ đi tìm map khác các bạn ạ. Đi tìm những cái map nhà trên kênh để giới thiệu cho các bạn. Cái map vừa rồi ID là gì nhỉ? Đây. Cái map vừa rồi ID là gì? Tạo cái map này nhìn cái nhà lơ lửng trên trời này thấy là hơi bị vô lý rồi. Thôi nha, chúng ta bỏ qua nha. Ở đâu nhỉ, cái map này, nhà trên kia đâu rồi? Chết giờ, lạc trôi đâu rồi? Lạc trôi đâu rồi các bạn ơi? Đây là cái map chung cư trên cây này. Ủa tôi chết, cái map nhà trên kia mình vừa tải đâu nhỉ? Đây. Map của bạn tên là Chippy24 khá lâu rồi. Từ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2018 cơ rồi. Từ năm 2018 các bạn ạ, ID map là 4783412 các bạn nhá. Ui, cái ID đời đầu đấy, ID này từ là những cái ID đời đầu tiên luôn. Khá là lâu các bạn ạ, rồi. Đi thử khám phá cái map như kiểu nhà chung cư như nào đây. Ui, nhìn có vẻ ok chứ. Có quán này, có địa hình này, ui. Có cả rừng tre để kiểu ngồi ăn này, đó. Xây cả rừng tre luôn, cái map này nhìn cũng được, ô.
về mặt logic cũng khá logic chứ, được chứ nhỉ. Ô, bên này cũng mắt này ok chứ, có cả địa hình các thứ ở bên kia, có cả khu đi mai kia kìa, kìa kiểu đi ra biển kìa, xịn như kiểu kiểu ngồi ngắm này. Ôi hô, ôi nhìn thiết kế đẹp chứ. Ó, được nha, được nha, map này có vẻ là ok đấy các bạn ơi. Được, mình thấy là đánh giá map này khá là ok. Mỗi tựa cái nhà hiện đại ở trên kênh không thích lắm, cái nhà nhìn là hơi hướng hiện đại rồi, kiểu hơi vuông vuông ấy, hoặc rồi một cái chung cư các bạn ạ. Nói chung là cũng được, không đồ à, chúng ta phải tự đi tìm đồ à. Ok, map này thì chúng ta phải tự đi tìm đồ các bạn. Đây là tầng này xem nào. Ồ, có rất là nhiều tầng luôn, vậy là không có đồ nhá, chúng ta phải tự đi chế đồ cũng được, không sao đó. Map này cũng ok, nói chung là map này cũng bạn cũng có thể chơi thử nha. Rồi, map này các bạn có thể chơi được ấy. Đó, để mình đi thử xung quanh xem có gì hay không. Ở đây là có dây ân này. Đó, ở đây là có đường đi ra bên này này. Không biết ở đây đâu ơi. Đó, đi ra hang động à. Ui, đi ra hang động, wow, hồ sen à. Wow, kiểu ngắm hồ sen luôn này. Ui, xin phết nhờ. Map này các bạn chơi được ấy. Map này mình thấy là các bạn có thể tải về chơi thử được ấy nhá. Được, map này duyệt. Map này cũng ok. Đó, map này mình thấy đánh giá khá là cao đây, mình thử đi qua bên này xem có gì không. Hiện tại là mình thấy là có dã nhân các bạn ạ, để cưỡi thần thú đi cho an toàn. Đây là không biết là dẫn đi đâu đây. Ủa sao mày cái chỗ này có hình đất rồi nhỉ, có cái đá nhỉ, không biết là đi. Ủa hình như ông chủ mau chỉnh cái gì, ông chỉnh cái gì thành cái đá ấy. Ok rồi, thì nói chung là cái map này mình thấy là cũng ok, kiểu cái hang này chắc là ui địa hình cũng đẹp này, địa hình nó có nhiều chỗ để khám phá đấy. Được, có chỗ map này chơi được các bạn nhá. Ai đi map là gì ta, mà hình như cũng khá là cũ rồi, phải để kiểm tra lại em nào. Phải tìm lại cái đâu rồi ta. Hey, để tìm lại cái, ủa hết rồi à. Có cái map nhà cây. Ui, có mấy cái map nhà cây nhìn đẹp này, nhưng mà hình như nhìn hơi vô lý một chút. Để mình từ từ đã, để mình tìm lại cái map kia đã. Cái map vừa rồi cũng được rồi chứ. Cái map vừa rồi cũng khá là hay các bạn ơi. Ủa cái map ở đây là map nhà trên cây mà nhỉ. Ôi chết, tớ mất rồi à? Ủa, đồ mất lé, bạn đã mất lé rồi. Không biết cái map kia ở đâu các bạn ạ. Ủa, mất rồi. Thôi, chúng ta tìm lại phần này cho nhanh. Đây, cái map tên là nhà trên cây của bạn là Pê Thảo. ID là 355388813 các bạn nhá. Đó, mình đánh giá là map này chơi cũng ok, chơi ổn đấy. Để tìm tiếp đây nào. Vừa rồi mình thấy có cái map nhìn khá là ok đấy. Ở đây, nhưng mà nhìn cái cây không thấy cây đâu. Không thấy cây đâu, cũng như kiểu nhà bay ấy. Cái map này nhìn cũng vẻ ổn này, map nhìn cũng vẻ ok này. Đó, mình thấy hai cái map này khá là ok này. Cái map này nhìn nó hơi vô lý quá rồi, nhìn có vẻ đẹp nhưng mà hơi vô lý. Về mặt logic nó không, ui map này nhấp, ôi cái map này quá là vô lý rồi. Kiểu cái nhà khổng lồ còn chẳng có gì đỡ luôn các bạn ạ. Nhìn nó vô lý quá. Đây, thử vào cái map này em nào, nhìn có vẻ khá là đẹp này. Ôi map này chưa chuyển trò chơi rồi xong. Ui, cái này là nhà bay chứ nhà cây thì what the hell. Cái map này là cái map nhà bay chứ không phải nhà cây. Ôi dồi ôi, đây là nhà bay rồi, có cái núi nhìn đẹp hết nữa. Wow. Ui, cái map này có cái núi nhìn đẹp này. Ui, kiểu cái nhà này mà kiểu dịch chuyển lên đấy, kiểu cái map này kiểu nhà phải lùi vào đây đấy. Nếu như cái nhà này nó được gắn vào đây này thì kiểu nhà trên núi thì mình kiểu đẹp mê ly luôn các bạn ạ. Nhưng mà cái nhà này nhà bay chứ nhà cây gì. Ôi dồi ôi, đây là nhà bay các bạn nhá. Đây là nhà bay, không phải nhà cây đâu. Ok. Đây, chúng ta nên chuyển thành map nhà bay các bạn ạ. Tiếp, còn một cái map quấy nữa. Mình sẽ review nốt cái map này. Đây, cái map nhà trên cây nhìn có vẻ ổn này. Mỗi tội chưa chuyển trò chơi thôi. Nhìn có vẻ hợp lý ấy. Được, về cấu trúc thì cái cây khá là to, kiểu nhô ra không quá nhiều, vẫn có thể đỡ được. Nói chung là về cấu trúc là hợp lý. Mỗi tội là đi anh kiểu gì đây. Ủa, đài có là suối nước à. À, lên đường này đúng không? Rồi, vì mặt cấu trúc là hợp lý rồi đấy. Rồi, hợp tình hợp lý. À, về trang trí thì không có gì nhiều. Chưa thấy có gì nhiều, như kiểu đây là cái có ngắm cảnh thôi. Kiểu ngắm đấy, ngồi đấy uống nước ngắm cảnh. Đó, ok. Mỗi tội trời tối thui à, chả ngắm được, khóa thời gian cơ. Map này bị một cái là khóa thời gian không giờ đêm không hay lắm. Rồi, đây là hết rồi. Có cả chưa chuyển ở chơi nữa, nói chung là map này như kiểu như là cái cây kiểu trèo lên cây để ngắm cảnh chứ không phải là cái nhà cây, bởi vì không có cái nhà nào cả các bạn ạ. Cái kiến trúc này không phải cái nhà nhưng mà cũng được, nói chung là cũng ok rồi. Thì hôm nay mình được trải nghiệm khá là nhiều map nhà cây, thì mình có thể đánh giá được một vài map khá là hay. Ví dụ như là cái map này, đây map nhà cây này cũng được này, đây map này cũng được này, đó map này cũng ok này, đó nhưng mà có một vài map chưa chuyển trò chơi đấy. Map này cũng được này, map này cũng ok này. Đấy, map này cũng ok đấy, nói chung là mấy map đấy khá là ok luôn, các bạn có thể tìm để chơi thử các bạn nhá. Rồi thì video xin phép được kết thúc đấy thôi.
bạn thấy video hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ mẹ Pèo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.